Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Văn Lê là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng nội thất gỗ hàng loạt từ năm 2013. Đặc biệt tất cả các sản phẩm của Văn Lê đều cho phép khách hàng tự lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. Trăn trở lớn nhất đối với ban giám đốc Văn Lê là làm sao tối ưu hóa chi phí sản xuất để có giá thành cạnh tranh, từ đó tăng tỷ suất lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngày trước để mà nắm một cái thông tin rằng là trong kho mình đang tồn tổng những cái mã sản phẩm nào, rồi số lượng nó bao nhiêu và để đưa ra cái quyết định thu mua, thì lúc đó mình cần phải ngồi máy tính rồi mình bấm rất là nhiều cái thông tin dò trên Excel, đâu cả một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nhiều khi còn không ra được. Thực sự là nó là một cái ác mộng. Thì khi được tiếp xúc với GMC, mình đã áp dụng phần mềm của GMC, thì tính ra từ cái một năm trở lại đây thì mọi việc thì nó đã nhàn đi rất nhiều. Thành lập năm 2007, công ty cổ phần giải pháp phần mềm GMC là đơn vị chuyên nghiên cứu, xây dựng, tư vấn, triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Expert ERP chuyên sâu cho các ngành sản xuất. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, GMC đã triển khai thành công Expert ERP cho rất nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam và FDI. GMC không chỉ tư vấn triển khai phần mềm, chúng tôi còn tư vấn giúp doanh nghiệp tái cấu trúc, chuẩn hóa quy trình và dữ liệu thông tin theo hướng chuyên nghiệp và giúp khách hàng nâng tầm quản trị công ty. Phần mềm Expert ERP giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ quá trình sản xuất và vận hành nhà máy với các ưu điểm nổi trội như hoạch định nguồn lực sản xuất và nhu cầu nguyên vật liệu nhằm tối ưu hóa tồn kho và chi phí, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất qua từng công đoạn giúp theo dõi được tiến độ sản xuất đơn hàng, kiểm soát thất thoát nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, chất lượng sản xuất ở từng công đoạn và thành phẩm được quản lý chặt chẽ. Tất cả các hoạt động trong khâu sản xuất, vận hành đều được ghi nhận dữ liệu tức thời thông qua Mobi App nhằm giúp cho ban lãnh đạo phát hiện ngay các yếu tố bất thường để từ đó có chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, giảm rủi ro sai sót trong quá trình vận hành sản xuất. Cũng giống như những công ty khác thì công ty gỗ thì đa số là bị vướng một vấn đề, đó là kiểm soát tồn không tốt. Trước khi mà không tham gia cái phần mềm đó thì Phan Lê kiểm soát tồn là bị tồn quá nhiều, mình mua hàng rồi mình sẽ cấp phát nó không đúng, cho nên là đâm ra là cái lãng phí cái vật tư tồn kho và không có duy trì được cái vật tư đó để mà mình sử dụng. Còn hiện tại thì vấn đề mà kiểm soát tồn kho tốt hơn. Đồng thời mình cũng có một cái hoạch định tương lai và mình kiểm soát được cái nguồn nguyên liệu, cái giá trị mà mình mua về. Là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, GMC đã có một bước tiến lớn trong việc mang ERP lên các thiết bị di động. Điều này đã giúp cho việc quản lý sản xuất và vận hành nhà máy trở nên dễ dàng và gọn dễ hơn bao giờ hết. Với việc áp dụng Mobi App Expert ERP cho việc vận hành sản xuất, doanh nghiệp không còn cảm thấy áp lực khi quản lý nhà máy. Giải quyết các vấn đề phát sinh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chỉ bằng một cái chạm tay trên màn hình smartphone và tablet. Thời điểm trước khi mà tôi sử dụng ERP á, thì mọi thứ đều ký, mình phải đều ký duyệt bằng tay. Từ đơn hàng, từ tất cả mọi thứ, nếu mình muốn kiểm soát nó thì mình phải ký duyệt bằng tay, còn không mình buộc lòng phải phân lại cho một cái bạn quản lý nào khác. Với cái quy mô của doanh nghiệp như hiện tại bây giờ Thành đang có, thì Thành nghĩ rằng là để mà ngồi ký bằng tay với tất cả những cái đơn hàng, tất cả những cái gì liên quan tới vận hành sản xuất, vận hành nhà máy, thì thực sự ra đó là một cái ác mộng. GMC đã đưa ra một cái phần mềm ERP cực kỳ tuyệt vời. Và không cần bạn nào có đưa giấy tờ gì tới bàn Thành để mà ký. Thành chỉ cần mở điện thoại lên hoặc là mở máy tính lên trong vòng 1 phút, 2 phút. Và mình thực hiện vài thao tác là mình có thể đã làm cho cái vận hành của nhà máy được tiếp tục chạy, chứ không cần phải chờ mình tới. Thì rất chi là cảm ơn nhiều, GMC đã đưa ra một cái sản phẩm rất tốt. Có thể nói, Expert ERP đã mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong việc vận hành nhà máy sản xuất. Với tiêu chí, mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu với chi phí hợp lý nhất, GMC đang dần giúp khách hàng quản lý sản xuất và vận hành nhà máy theo cách chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả và nhàn hạ hơn.